Hôm nay mình làm bài kiểm tra này được 10 điểm. Quả này á, mình mà về khoe mẹ, nhất định mẹ sẽ thưởng quà cho mình mà xem. Chán thế nhỉ? Bài kiểm tra này mai được 1 điểm. Thế này mà mang về cho bố mẹ xem, kiểu gì không bị một trận đỏ. Ôi, mình phải làm sao bây giờ? Má cũng tại thằng Tít Xanh không chịu cho mình chép bài, nhất định mình phải trả thù nó mới được. À, thằng Tít Xanh, tao sẽ cho mày một trận. Ô, Tít Đỏ, sao giờ này cậu vẫn chưa về? Mà cậu đứng ở đây làm gì đó? Tít Xanh đấy à? Ừ, tớ đấy. Cậu đứng đây làm gì thế? Mà sao giờ này cậu vẫn chưa về? Trông cậu có vẻ buồn nhỉ? À, có phải là cậu được điểm kém nên cậu không muốn về nhà đúng không? Tít Đỏ, sao tớ hỏi cậu, cậu không trả lời tớ vậy? Thôi, cậu đừng buồn nữa. Lần sau ấy, cậu mà học bài thật tốt thì cậu sẽ được điểm cao thôi. Tít Đỏ, cậu bị làm sao vậy? Tít Đỏ, cậu bị làm sao vậy? Này thì sao này? Lúc tớ gọi đã đánh tớ. Cậu không đáng đời thôi. Tại sao cậu làm được bài kiểm tra mà không cho tớ chép? Hại tớ được điểm một tên này, nên bây giờ tớ không làm về nhà. Cậu đúng là đồ ích kỷ. Cậu đã không chịu khó học bài mà được đòi điểm làm điểm cao à? Cậu đúng là cái đồ lười biếng. Mình sẽ bỏ bố mẹ cậu vì cậu dám đánh tớ. À, cậu mà dám à? Nhìn người thế này ngày nào cũng bị ăn đấm, chắc vui lắm nhỉ? Nope. Mới nói thế mà đã sợ rồi à? Cậu đúng là đồ nhát gan. Thôi, cậu cứ ngồi đây mà khóc đi nhá. Tớ đi về đây. Mà nhớ là đừng có nói cho ai nhá, không tớ cho một trận đấy. Đau quá mẹ ơi. Thằng Tít Đỏ nó đấm con. Chú Quệ ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ời ời. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Hay, hay quá. Không biết là ai làm thơ chú Quệ mà hay thế nhỉ? Sao thằng Tít Xanh nó đi học về mà nó không về nhà mà lại ngồi ấy nó khóc nhỉ? Có chuyện gì không biết, mình đi ra xem đi được. Mẹ ơi, đau quá. Ô, Tít Xanh đấy à? Sao đến giờ đi học về rồi mà em lại không về nhà mà lại ngồi đây khóc? Anh Quệ. Có chuyện mẹ gì? Mẹ ơi. Thế có chuyện gì kể anh nghe đi. Để hôm nay Quệ ta đây sẽ giúp đỡ em. Thằng Tít Đỏ nó đánh em. À, thằng Tít Đỏ à? Lại thằng Tít Đỏ đúng không? Thế làm sao nó lại đánh em? Nó không học bài, xong nó còn đánh em. Nope. Thế được rồi. Thôi, bây giờ đi theo anh. Hôm nay Quệ ta đây sẽ ra tay giúp đỡ em. Đi. Thằng nào đấy bỏ ra tao chơi. Tít Đỏ. Thằng nào đấy đi sai tao cắt chơi. Tít Đỏ. Anh Quệ. Em không biết anh Quệ. Em xin lỗi anh Quệ ạ. Thằng này được đấy. Giờ này mà vẫn còn ngồi đây chơi điện tử à? Tối về Quệ ta đây sẽ mách bố mẹ em. Ấy, anh đừng làm như vậy. Anh mà làm như vậy thì bố mẹ em đánh em chết. Để em bóp chân cho anh nhá. Anh nhá. Cái này phải để anh xem xét đã. Nhưng mà anh mà hôm nay anh sang đây có việc gì thế? À, Tít Xanh, tớ đã dặn cậu thế nào rồi mà cậu lại mách mọi chuyện với anh Quệ hả? Tớ có làm gì đâu. Em không phải sợ, có anh Quệ ở đây rồi, hôm nay anh Quệ sẽ giúp đỡ em. Anh Quệ ơi, anh Quệ, anh đừng nghe những gì thằng Tít Xanh nó nói, nó toàn nói dối thôi anh ạ. Tít Đỏ, em làm như vậy là sai rồi, em là người có lỗi. Em nó không chịu học bài cũ thì thôi, đằng này em lại còn bắt bạn Tít Xanh cho em chép bài kiểm tra, em lại còn đánh bạn nữa. Sự việc này hôm nay anh sẽ nói với cô giáo chủ nhiệm và bố mẹ em. Đúng rồi đó anh. Quế, anh Quế ơi, anh Quế, anh đừng nói chuyện này với bố mẹ em, không bố mẹ em sẽ mắng em chết. Em hứa là sau em sẽ không làm những chuyện này nữa đâu. Anh Quế, anh đừng nghe lời nó nói. Anh phải nói với bố mẹ nó để lần sau nó không làm như thế nữa anh ạ. Anh phải nói đi. Thôi được rồi, để anh phân xử.
Tít đỏ, em nghe anh nói đây này. Em á, bây giờ là phải xin lỗi bạn Tít Xanh. Tại vì là em sai rồi, em hiểu không? Bây giờ em phải hứa là phải cố gắng, chăm ngoan, học hành thật là tốt, nghe chưa? Yeah. Dạ dạ, Tít Xanh, cậu cho tớ xin lỗi. Tại tớ lười biếng, lại học hành kém. Tớ hứa là sao tớ sẽ không làm như vậy nữa đâu. Nãy tớ đánh cậu một cái, bây giờ tớ cho cậu đánh lại một cái, nào ghê nhé, có được không, Tít Xanh? Ôi, tớ không làm vậy đâu. Tớ chỉ cần cậu ấy mà chăm học là tớ cảm thấy vui rồi. Thôi được rồi, bây giờ hai đứa nghe anh nói đây nhá. Hai đứa bắt tay nhau đi. Rồi bắt tay nhau làm hòa nhá. Bây giờ hai đứa sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Chúng em cảm ơn anh Quệ ạ. Bây giờ chúng em đi chơi. Em chào anh Quệ ạ. Hai đứa đi chơi đi. Vậy là Quệ ta hôm nay lại làm được một việc tốt nữa rồi. Ha 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 ha.